một quy mô điểm thí sinh có tổng điểm xét điểm cao. Thi tốt nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh. Vì một kỳ thi an toàn, sức khỏe người học và cán bộ coi thi là số 1. Hơn 1 triệu thí sinh ở tất cả 63 tỉnh thành phố trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm đèn sách. Em mong muốn kỳ thi diễn ra suôn sẻ thuận lợi để em và các bạn cùng trang lứa có được kết quả tốt nhất, đỗ được vào trường mình thích. Và động viên các em để có thể làm bài thi trong thời gian thi tới tốt nhất. Các cháu nó ngày nó đi vào, nó lấy mẫu hay là ngày để thi đều theo những quy trình rất là nghiêm ngặt của ngành y tế. Nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các em thí sinh để kỳ thi diễn ra suôn sẻ, công bằng và đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, ngày mai mùng 6 tháng 7, hơn 1 triệu thí sinh sẽ bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021, đính chính sai sót, nghe phổ biến quy chế thi hay là lịch thi. Như đã thành thông lệ nhiều năm nay, trong những kỳ thi quan trọng, nhiều phụ huynh lại đưa con em của mình đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để có thể cầu may mắn đạt số điểm cao. Do ảnh hưởng của Covid-19 nên là các cơ sở thờ tự Hà Nội cũng đang tạm thời đóng cửa. Vì thế mà các bậc cha mẹ và học sinh chỉ có thể vái vọng từ xa. Nhiều người còn mang theo hồ sơ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông của con em để đọc rõ ràng về số báo danh phòng thi với lòng thành kính là mong con em của mình có thể vượt vũ môn thành công. Không ít sĩ tử tỏ vẻ lo lắng hồi hộp trước kỳ thi cuối cấp sau 12 năm đèn sách. Và làm thế nào để đảm bảo một kỳ thi nghiêm túc và an toàn đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Những ngày qua thì công tác chuẩn bị đã được khẩn trương triển khai tại tất cả các địa điểm thi trong cả nước, đặc biệt là ở những điểm nóng dịch bệnh như là thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Phú Yên, Bình Dương hay Bạc Liêu. Công tác dọn dẹp vệ sinh cho 37 điểm thi ở Bắc Giang đến hôm nay cơ bản đã hoàn thành. Năm 2021, tỉnh có hơn 21.000 thí sinh đăng ký dự thi. Gần 4.000 em đang trong vùng phong tỏa. Số thí sinh là các F dự kiến không tham gia đợt 1 là khoảng 100 em. Chúng tôi đã sẵn sàng cả những cái phương án cho đến ngày cuối cùng là ngày mùng 6. Các em mà đủ điều kiện dự thi thì vẫn có cái vị trí, vẫn có phòng thi, vẫn có đề và tất cả được dự thi bình đẳng giống như các bạn khác. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 100.000 thí sinh và người làm công tác tại kỳ thi tốt nghiệp năm nay đã được xét nghiệm. Ngày lấy mẫu được xem là ngày tổng duyệt cho kỳ thi. Các em thí sinh gọi là cán bộ coi thi mà chưa đến kịp cái ngày 3 tháng 7 thì có thể tự túc xét nghiệm ở các cái bệnh viện, các cái nơi mà được Sở Y tế thành phố cho phép xét nghiệm. An toàn phòng chống dịch bệnh khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được coi là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu cho các địa phương, nhất là các tỉnh thành đang có dịch bệnh. Làm sao cho thí sinh dự thi của chúng ta tập trung lại một lần thi duy nhất, và cái thứ hai nữa là với các cái sở ngành, đặc biệt đó là Sở Y tế thì cũng đã có được những cái chỉ đạo phối hợp để thực hiện cái công tác phòng chống dịch một cách nghiêm túc. Triển khai khai báo y tế khi các em học sinh, thí sinh ở tỉnh ngoài và cha mẹ các em đến để mà đưa các em đi thi thì cái việc kiểm soát thì rất là chặt chẽ. Tiếp tục cần phải đẩy mạnh hơn nữa để cho nhân dân yên tâm là tất cả mọi việc đã sẵn sàng vì một kỳ thi an toàn và sức khỏe người học và cán bộ coi thi là số 1. Thứ hai là việc chuẩn bị các cái lực lượng dôi dư, các lực lượng dự phòng về đội ngũ giáo viên để đủ năng lực để tiếp tục khi mà có những tình huống bất thường thì có thể có những phương án để bố trí triển khai. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các điểm thi phải giám sát, tăng cường đảm bảo an toàn đề thi, nâng cao tính bảo mật, tránh bị lộ đề trước khi thi. Đây là lần thứ 2 kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh và đều được tổ chức làm 2 đợt thi. Hy vọng với kinh nghiệm từ năm trước, cùng với sự chuẩn bị tích cực, chúng ta sẽ có một kỳ thi nghiêm túc và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Những thí sinh ở Hội đồng thi Thành phố Hồ Chí Minh nếu không thể về Thành phố Hồ Chí Minh dự thi có thể đăng ký dự thi ở Hội đồng thi ở các địa phương khác. Đó là thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh liên quan tới thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Cách để đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở các tỉnh với thí sinh chưa quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh như sau ạ. Phụ huynh thí sinh làm đơn và liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo nơi thí sinh dự kiến đăng ký thi để nhận được sự đồng ý tiếp nhận. Nội dung đơn cần có thông tin tối thiểu như là thông tin cá nhân, điểm thi tại Thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng thi nơi đăng ký chuyển đến, lý do xin chuyển. Sau đó, phụ huynh gửi đơn đã được phê duyệt đồng ý tiếp nhận dự thi qua email của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trước 14 giờ ngày hôm nay, mùng 5 tháng 7. Sở sẽ chuyển dữ liệu về hội đồng dự thi của địa phương các trường hợp thí sinh được duyệt trước 11 giờ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021. Nếu không được sự thống nhất về việc chuyển đến, thí sinh vẫn có thể đăng ký thi đợt 2 tại Hội đồng thi Thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm này thì mỗi học sinh đã tạo lập cho mình một hành trang kiến thức để có thể bước vào cuộc thi có áp lực và cả sự lo lắng. Năm nay ở Hà Nội cùng với một số địa phương có dịch bệnh, học sinh lớp 12 trở nên thiệt thòi hơn vì các em không được ôn thi trực tiếp tại trường. Việc học online kéo dài cũng đã ảnh hưởng tới tâm lý của cả thí sinh và phụ huynh. Lộ trình ôn tập 18 ngày nước rút đã đi đến chặng cuối. Dấu tích các việc cần làm mỗi ngày cứ nhiều lên. Với quyết tâm cao độ, chưa xong bài thì không được đi ngủ. Sáng thì chủ yếu là em học tiếng Anh, học thuộc từ mới với làm đề thì nó dễ nhớ hơn. Còn tầm chiều với tối em sẽ phân bổ để học lý với toán, tại vì hai môn này cần tính toán với cả vận dụng cao nhiều. Xong rồi đến tối thì trước khi đi ngủ tầm 1 tiếng thì em ngồi học lại từ mới tiếng Anh. Mọi công việc ôn tập bài vở đều nằm gói gọn trong căn phòng nhỏ. 2 năm học với nhiều gián đoạn do dịch bệnh, phải học trực tuyến nhiều khiến học sinh áp lực. Càng đến gần ngày thi, nỗi lo càng lớn. Em mong là kỳ thi sắp tới sẽ được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi và an toàn để cho bọn em có thể kết thúc 12 năm đèn sách thật là thuận lợi sau những ngày tháng học online mệt mỏi và nhàm chán. Những ngày học hành vất vả, bố mẹ luôn là hậu phương vững chắc đồng hành cùng các con vượt qua thử thách. Bố mẹ cũng rất là lo lắng. Thế nhưng mà cũng mong sao là cái tình hình dịch bệnh là từ nay đến hôm thi là sẽ kiểm soát được tốt hơn để các con có một cái kỳ thi nó đúng với lịch của Bộ Giáo dục Đào tạo đã đề ra. Cái mức độ ra đề ấy, thì mình muốn là có cái sự phân hóa rất là rõ rệt, làm sao phù hợp với sức học của các con trong cái hoàn cảnh các bạn ấy vừa học vừa phòng chống dịch như thế này, để các bạn ấy có được cái kỳ thi diễn ra tốt đẹp nhất, thành công theo mong muốn của các bạn ấy và các bạn ấy đỗ được vào cái trường đại học mà các bạn ấy mơ ước. Hôm nay, tất cả các điểm thi đã hoàn thành việc diễn tập phòng chống Covid-19. Đợt 1 của kỳ thi năm 2021, Hà Nội có hơn 100.000 thí sinh tham gia với 188 điểm thi. Kỳ thi này huy động gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia. Từ ngày mai, những ngày trắng đêm ôn luyện để viết nên giấc mơ đại học của nhiều sĩ tử lớp 12 sẽ có hồi kết. Mỗi một địa phương thì đều đã có những phương án riêng để giúp học sinh ôn tập củng cố kiến thức trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19. Tỉnh Thái Nguyên thì đã cho học sinh quay trở lại trường 2 tuần từ 24 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 để giúp các em thí sinh có thể vững vàng và tự tin bước vào kỳ thi này. Thầy giáo vẫn miệt mài với bài giảng. Với 2 tuần quý giá, nội dung ôn tập được ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên thống nhất theo từng khối thi, chủ yếu tập trung vào việc làm các bộ đề. Chủ yếu là trang bị rút gọn trong cái thời gian này và đi sâu vào các kiến thức trọng tâm trong các cái đề thi minh họa gần đây để mà ôn cho học sinh nhanh nhất và có thể là giúp các em tiếp thu nhanh nhất. Ví dụ như là đối với viết đoạn văn nghị luận xã hội là tôi đưa ra các bước cụ thể để các em thực hành, cụ thể hóa các bước, ví dụ như là cần phải trải qua bước 1, bước 2, bước 3 và trong bước đó thì các con cần phải có những cái cách diễn đạt lập luận như thế nào để trúng vấn đề và sát với vấn đề nhất. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tỉnh Thái Nguyên có khoảng 15.000 thí sinh đăng ký dự thi. Mỗi lớp học không quá 20 học sinh. Thời khóa biểu được sắp xếp 2 ca sáng, chiều, mỗi buổi học 2 môn nhằm tận dụng tối đa quỹ thời gian còn lại. Thì nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch để bổ trợ thêm kiến thức cho các em, rèn luyện cái kỹ năng làm bài cho các em và động viên các em để có thể làm bài thi trong cái thời gian thi tới được tốt nhất. Cũng đã phân loại những đối tượng học sinh có cái trình độ thấp hơn để tổ chức các lớp ôn tập riêng cho các em bổ trợ kiến thức. Ví dụ như là 14 lớp thì trong đó có 6 lớp tiếng Anh, 4 lớp toán, 2 lớp sử và 1 lớp vật lý cũng như là 1 lớp sinh học. Thì những đối tượng này thì đã được các thầy cô quan tâm ở cái mức độ kiến thức ở phần nhận biết và thông hiểu là chủ yếu. Lương vương đi trên sân mình chiều bão nhạt cành phượng hồng còn vương nơi này. Buổi chia tay tuổi học trò giản dị nhưng đầy xúc động của học sinh cuối cấp. Dù lớp học chỉ có một nửa các bạn tham gia. Nhiều lớp sẽ không được có cái cuộc chia tay tập trung. Các bạn sẽ phải lặng lẽ đi, may mắn lớp em lại được có một cuộc vui thực sự rất là cảm xúc. Các cô cũng động viên cho chúng em rất là nhiều về mặt tinh thần ạ. Và đó là một cái nguồn động lực rất là to lớn cho chúng em và chúng em rất là cần trong lúc này. Thì cô giáo luôn luôn chúc cho các em là mạnh khỏe, tự tin và sẽ đạt được cái ước mơ mà các em đang hướng tới.